Sau khi đi 3 tiếng đồng hồ từ Murmansk sẽ đến được biển Bắc Quang Dương, đây là Arctic Ocean ha. Bây giờ mình lạnh đến một cái mức độ là mình không còn cảm nhận được gì nữa hết. Nước mắt nước mũi chảy ra và hầu như không có cảm giác được nữa. Tới đây thì mình rất là thích cái tiếng sóng biển ở đây, bởi vì sóng biển khi mà đánh vào bờ đánh chung với nước đá luôn, thành ra mình nghe cái tiếng nước đá sột soạt mắc cười lắm luôn. Nói chung là cái cảm giác không thể nào diễn tả được, bởi vì ở đây là đã là ở Bắc Cực rồi ha. Mình rất là xúc động bởi vì mình đã đặt chân được nơi rất là cao phương Bắc của trái đất rồi ha. Cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Khi chơi mà đã đợi với tuyết rồi ha, giờ bước vào trong nhà thì mình cảm thấy ấm áp hơn rất là nhiều, thích hơn nữa. Tuyết nhìn như vậy thôi nhưng mà lạnh mà chỉ có lạnh hơn nữa. Giờ húp một bát súp nóng ngay tại nhà hàng, giác sung sướng không còn gì bằng, mới tư tỉnh lại. Mình đang ngồi ở một nhà hàng địa phương và ăn những món hải sản cũng rất là địa phương. Nơi đây là ngôi làng tên là Teribiaka. Ngôi làng này hồi xưa người dân rất là hoành tráng nha, họ đánh bắt cá, thậm chí là giàu nữa. Nhưng mà sau này chính quyền Xô Viết đem những cái con tàu lớn hơn để đánh bắt cá, thì dần đi họ mất công việc. Thì hiện tại ngôi làng chỉ còn lại khoảng dân số khoảng 2.000 người thôi, những người trẻ thì họ đi học và đi làm ở những nơi khác. Cũng hơi buồn ha, cho nên là ngôi làng hầu như là Vinh thấy là bị bỏ hoang, những cái cảnh vật rất là buồn và nó không có được xây dựng hay là được chăm sóc gì hết. Nhưng mà mình nghĩ là có một cái nét đẹp rất là hay, nhìn rất là lãng mạn và đẹp tuyệt vời, tuy là hơi buồn xíu thôi nha. Đó là Vinh thấy hiện tại ngôi làng này đang phát triển du lịch rất là tốt, có rất là nhiều du khách ở khắp nơi hết tới, đẹp quá mà. Rồi gần biển, biển Bắc Băng Dương, Arctic Ocean, đẹp kinh khủng luôn. Cho nên là hy vọng một tương lai sáng lạng hơn cho nơi này. Ok. Rồi, thì bây giờ mình tập trung vô đồ ăn. Tại vì mình thiệt sự là phải ăn để có thể tiếp tục những cuộc hành trình tiếp theo trong thời tiết giá lạnh. Bây giờ là 9 giờ sáng ha, trời vẫn tối om à. Ngày thứ hai của Vinh ở Murmansk, Vinh chuẩn bị đi ăn sáng. Thời tiết thì cũng vậy đó, khoảng -11°C. Ngày đầu thì Vinh té dập mặt rồi, té 3-4 lần. Giờ người đâu ai ẩm, nhưng mà ngày thứ hai có vẻ quen hơn. Thời tiết cũng Vinh chịu được, nhưng mà trừ cái cơn gió ra. Cơn gió mà nó thổi qua thì nó sẽ trừ khoảng 20-30°C, sẽ rất là lạnh ha. Phong cảnh đẹp tuyệt vời luôn. Ngày hôm nay thì sẽ có rất là nhiều những cái trải nghiệm mới. Mọi người chờ xem.
Hoạt động đầu tiên ngày hôm nay là Vinh chơi snowmobile ha, chạy cái xe này. Và hiện giờ bộ đồ của Vinh khoảng Vinh nghĩ chắc khoảng gần 10 kg luôn á, tại vì cái nón nặng nè, rồi cái áo khoác, nguyên một bộ đồ như vậy thì nó mới đủ giữ ấm cho mình để mình chạy xe, là tuyết nó sẽ rơi vào mặt á, nó rất là lạnh nha. Không biết là Vinh có lái được không, nhưng mà Vinh đang rất là hông. Close to the snowmobile because there will be wind and cold. Driving like this, yes, it's very very easy, just driving out. Liếm thử. Sau khi chơi đua xe đã đời ha, bây giờ mình chuẩn bị ăn trưa. Ngày hôm nay rất là đặc biệt bởi vì mình được ăn món ăn truyền thống của Nga, và đặc biệt là vùng Murmansk này ha. Đây là món súp. Món này nấu rất là kỹ lưỡng, và để chuẩn bị món này người ta phải cắt bắp cải ra, xong sau đó nêm gia vị và hầm trong vòng 24 tiếng. Đó, Vinh ăn vào thì thấy ấm người hết luôn, rất là ngon. Cái vị giống như là súp thịt bò của bên Hàn Quốc á. Ngoài ra thì những cái món ăn bánh mì kẹp chung với thịt và pate này cũng rất là hấp dẫn. Món tiếp theo là cá, rồi xong là mình giống như áp chảo hả, trong một cái khay bằng đất, và có đổ cheese, lớp cheese trên đó. Mình thích cái hành này nè, cá thì mềm chung với cheese béo ha, còn hành thì nó giòn hết. Cảm giác đồ ăn này nó béo, rất là béo luôn. Ăn cũng ngon, nhưng mà mình nghĩ chắc đối với người châu Á thì hơi ngán, tại vì cheese nhiều quá. Mình không hiểu tại sao ở đây á, trời lạnh lại còn ăn kem nữa. Vì mình có một phần kem cho tráng miệng. Điều đặc biệt của món kem này á, là lớp ở trên á, có một cái lớp dâu, người ta gọi là cloudberry, dâu mây hả. Cái hình dáng của nó cuộn cuộn giống như là mây vậy đó. Để mình ăn thử. Cái dâu này là chỉ có ở khu vực cao của miền Bắc ở nước Nga này thôi nha. Thu hoạch vào tháng 7, tháng 8. Ngon lắm luôn, phơi khô lại. Cảm giác thì cũng giống như là mứt vậy đó, nhưng mà mùi vị nó rất là đặc trưng với đặc biệt. Thơm quá, ngon quá.